Phường Phú Thọ là một trong những phường trung tâm của thành phố Thủ Dầu Một, nơi có tốc độ đô thị hóa rất nhanh. Những năm gần đây, phường Phú Thọ đã chú trọng cải tạo những khu đất công để xây dựng các công viên, mảng xanh phục vụ cho nhu cầu thư giãn, tạo cảnh quan đô thị xanh sạch ở địa phương. Công viên khu phố 4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một đã trở thành nơi quen thuộc để nghỉ ngơi, thư giãn và tập thể dục của người dân địa phương. Dù diện tích nhỏ, nhưng công viên này khá thoáng mát với nhiều cây xanh. Công viên cũng được bố trí các dụng cụ thể dục để phục vụ người dân. Trước đây, công viên này là khu vực đất công, có một số phần mộ nằm rải rác. Khi được cải tạo thành công viên, đã tạo nên một diện mạo mới và không gian thoáng đãng cho khu vực này. Như công viên khu phố 4 này thì một số người lớn tuổi, thì cao tuổi thì người ta sẽ tập vào lúc 5 giờ đến 6 giờ sáng. Còn tụi chị thì trẻ hơn, nhưng mà mình thì cũng không được dậy sớm như người cao tuổi. Thì mình sẽ tập từ 7 giờ đến 8 giờ. Có chỗ để tập cho có sức khỏe. Cái thứ hai là có chỗ cho đội dưỡng sinh. Đội dưỡng sinh đó là buổi tối rồi buổi sáng có hai lớp, thì mang lại rất là nhiều sức khỏe. Đó là một trong năm công viên đã được phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một đầu tư xây dựng tại các khu vực đông dân cư của phường. Với những công viên như thế này, người dân sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng sẽ có nơi để vận động, giao lưu cộng đồng và tận hưởng không khí trong lành. Phường cũng đang rà soát các khu vực đất công để đầu tư thêm các công viên và mảng xanh phục vụ người dân. Đối với những khu đất công trước đây đã bốc mộ thì địa phương cũng đã cải tạo xây dựng thành công viên, hoa viên để người dân hưởng thụ. Thì song song đó hiện nay thực hiện cuộc vận động thì địa phương tiếp tục là tu bổ, trồng bổ sung thêm cây xanh để mà nhằm công tác bảo vệ môi trường. Mình là một người dân thì mình cũng muốn là các cấp lãnh đạo mà có cái đất biểu chung thì là muốn làm nhiều, tạo nhiều công viên để cho người dân có chỗ vui chơi và chỗ tập thể dục, hoặc là để cho nó tới hoạt động công cộng thì nó cho nhiều sức khỏe cho mọi người hơn. Không chỉ chú trọng mở rộng mảng xanh đô thị, các công viên tại những khu phố trên địa bàn phường đang được giao cho các hội đoàn thể quản lý, chăm sóc cây xanh. Điều này đã tạo được không gian sinh hoạt, vui chơi giải trí cho người dân địa phương, đặc biệt là công nhân lao động. Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, thì địa phương phường Phú Thọ cũng tiếp tục rà soát lại các khu đất công mà hiện chưa đầu tư hoa viên, công viên thì sẽ tiếp tục để mà đầu tư hoa viên, công viên để nhằm cho người dân được hưởng thụ cái mảng xanh cũng như là có những khu vui chơi giải trí của người dân trên địa bàn. Với việc không ngừng đầu tư và mở rộng các công viên, mảng xanh, mong rằng trong thời gian tới, phường Phú Thọ không chỉ phát triển mạnh về thương mại dịch vụ, mà còn là phường có không gian xanh, đáng sống cho cư dân địa phương.